tôi là đại đủ. Tôi rất là hân hạnh để tới đây để mà chúc mừng với lại chị Huỳnh qua hai cái bữa charity fundraiser event ngày hôm nay. Những cái chuyện của cái group của chị làm rất là có ý nghĩa. Trong quá trình làm việc của tôi đó, tôi đã tiếp xúc rất nhiều người ở trong những cái nursing home, những các bác các chú ở đây rất là cô độc, rất là cô đơn, và những cái niềm vui mà cái nhóm của chị Phục Hoa đã đem tới cho tất cả mọi người vào những cuối tuần, những cái lời hát, những cái sự mà lo lắng để mà làm cho các bác các chú có vẻ một cái đi cốt vui vẻ hơn thì rất là có ý nghĩa. Và xin được cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn và các chú, các bạn. Thank you. Thank you. Police officer for Long Beach Department. Phải nói thì là trong cộng đồng Việt Nam cho của chúng ta, đây là lần đầu tiên mà chúng ta có bố và con cùng đều làm cảnh sát. In our community, the first time we have father and son as a police officer to serve the community, to be a public servant. Thank you for your work, Mr. Tài Đỗ. Và tiết mục kế tiếp, quý vị chuẩn bị chưa? Bây giờ mình khoan ăn nha. Đây là một tiết mục rất là đặc biệt, sẽ do nhóm tù ca, nhóm chị Quỳnh Hoa và vũ đoàn Việt Cầm cùng ca diễn trong một bài hát Dòng Máu Lạc Hồng. Wow, nhìn thấy những cái ông phục thôi là Julie đã thấy cảm động rồi. Xin mời tất cả các anh chị em cùng ra sân khấu. Oh,